Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Radio Văn học sẽ được lên sóng vào 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên fanpage Học văn cô Sương Mai. Tuần này thì chúng ta lên sóng muộn hơn một chút do cô vừa mới livestream xong. Không biết là có bạn nào mà vừa xem livestream xong và bây giờ thì tiếp tục lắng nghe radio này không nhỉ? Các bạn có thể để lại bình luận hoặc là thả tim giúp cô để cùng chia sẻ với nhau các bạn nhé. Không biết ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Cô mong rằng hôm nay là một ngày nhẹ nhàng, bình yên và đáng nhớ đối với mỗi bạn. Gần hết một ngày rồi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe radio văn học này để các bạn có thể tìm kiếm một chút sự bình yên trước khi chúng ta thả mình vào giấc ngủ. Hoặc là ta cũng hoàn toàn có thể tham khảo rất nhiều những ý tứ hay, những cách tiếp cận vấn đề và những diễn đạt rất thú vị đến từ các bạn học sinh của cô Sương Mai ở các lứa. Và ngày hôm nay ta sẽ cùng đến với giọng văn của bạn Phạm Minh Hằng, một học sinh của lớp cấp tốc 2K3. Mặc dù chỉ đồng hành cùng cô Sương Mai 2 tháng cuối trước khi thi, thế nhưng Minh Hằng đã cực kỳ nỗ lực, quyết tâm và chăm chỉ để có thể cải thiện được bản thân và bạn đã tiến bộ hơn rất nhiều về diễn đạt, phát huy được những tố chất văn học của mình. Và chủ đề mà ngày hôm nay ta sẽ cùng gián tiếp gặp gỡ thông qua lời văn của Minh Hằng đó chính là liên quan tới thi phẩm Sóng, một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết về bài thơ Sóng rồi đúng không nào? Sóng được sáng tác vào năm 1967 giữa bối cảnh chiến trường mưa bom bão đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ vô cùng ác liệt. Ở thời điểm đó thì có lẽ người ta sẽ nói nhiều về sự dũng cảm, về bản lĩnh của mỗi cá nhân, về khát khao và lý tưởng của tuổi trẻ, về sứ mệnh của mỗi thế hệ, về lòng yêu nước, về tinh thần dân tộc. Ấy thế mà, nhà thơ Xuân Quỳnh của chúng ta lại viết về tình yêu lứa đôi, lại viết về một thứ tình cảm tưởng chừng vô cùng riêng tư và có phần lạc lõng trong bối cảnh mà tất cả đều tôn vinh cái chung, cái cộng đồng ấy. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà thi phẩm này càng trở nên vô cùng đặc biệt. Nhà thơ đã mượn cái riêng ấy để nói về cái chung, mượn tình yêu cá nhân đôi lứa để nói về tình yêu đất nước, tình yêu cộng đồng. Bài thơ là một cuộc hành trình song hành giữa hai hình tượng, đó là hình tượng Sóng và Em. Sóng và Em có khi tách rời với nhau, cùng đồng hành với nhau trong hành trình tìm về với bến bờ và tìm kiếm tình yêu đích thực của mình, để soi chiếu lên vẻ đẹp của nhau. Nhưng có những lúc chúng lại hòa quyện vào làm một để cùng cất lên khao khát riêng tư sâu thẳm nhất. Đề bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ là xoay quanh hai hình tượng ấy. Cụ thể, đó chính là sự vận động của hình tượng Sóng và Em qua hai khổ thơ đầu và khổ thơ cuối cùng của bài thơ Sóng. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ cùng thử lắng nghe đề bài này nhé. Cô tin rằng mỗi bạn sẽ có một cách triển khai của riêng mình và sẽ có giọng văn của riêng mình. Ta sẽ cùng xem Minh Hằng đã thể hiện điều đó như thế nào. Đầu tiên là phần mở bài của Minh Hằng. Đất nước ta đã trải qua liên tiếp hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại suốt chiều dài của thế kỷ 19-20. Trong những tháng ngày mưa bom bão đạn che khuất bầu trời ấy, người người đều hướng trái tim mình tới tình yêu tổ quốc lớn lao mà tạm gác lại khao khát riêng trong lòng. Âm hưởng bi thương, hùng tráng của những trang thơ cách mạng cũng lấn át phần nào những vần thơ tình thiết tha. Với tâm hồn nhạy cảm của một người phụ nữ, thi sĩ Xuân Quỳnh đã nhận ra tầm quan trọng của tình yêu đôi lứa trong việc soi sáng và truyền lửa cho con người. Khát vọng tình yêu cháy bỏng đã thôi thúc bà viết nên Sóng, tiếng lòng của người con gái trong tình yêu và khát vọng dâng hiến đầy cao cả. Đặc biệt, hai khổ đầu và khổ cuối của thi phẩm khắc sâu vào lòng ta những vẻ đẹp của tình yêu, đồng thời thể hiện sự vận động đầy thú vị của hình tượng Em và Sóng. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sóng không hiểu nổi mình, Sóng tìm ra tận bề. Ôi, con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa bể lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Các bạn có thể thấy rằng bạn Minh Hằng đã sử dụng cách
mở bài, đó là mở bài gián tiếp. Bạn ấy đi từ cái bối cảnh sáng tác của bài thơ này, đó chính là cái bối cảnh mà hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại suốt chiều dài của thế kỷ 19-20, mà cụ thể ở đây đó chính là cái khung cảnh mưa bom bão đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ đó thì dẫn dắt sang cái vấn đề về việc đấy là thi sĩ Xuân Quỳnh vẫn viết về cái tình yêu đôi lứa trong cái hoàn cảnh mà cái âm hưởng bi thương và hùng tráng của những trang thơ cách mạng tưởng chừng như đã lấn át đi những cái vần thơ trữ tình và tha thiết cá nhân trong trái tim của những người nghệ sĩ. Có thể thấy rằng đây là một cách mở bài khá là hiệu quả. Với cách diễn đạt cũng rất là lưu loát của bạn thì đây là một mở bài chắc chắn cũng đã ghi được dấu ấn trong lòng người đọc, người nghe và cả người chấm bài của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem bạn ấy sẽ làm như thế nào đối với phần thân bài các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với ý 1 của bạn. Xuân Quỳnh là một nhà thơ tiêu biểu của thời kháng chiến chống Mỹ. Bàn về tiếng thơ của bà, sách giáo khoa ngữ văn 12 viết: "Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên tươi tắn, vừa chân thành đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị đời thường. Ta còn bắt gặp trong thơ của bà nỗi lo âu, khắc khoải với mối tình của mình. Bởi tuổi thơ, bà đã luôn thiếu thốn hơi ấm từ vòng tay mẹ và đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rạn vỡ. Và rồi, sóng đã đến như một lời bộc bạch, một đáp án của giấc mơ, làm cho tình yêu cháy đượm và cháy mãi." Bài thơ thuộc tập Hoa Sọc Chiến Hào được sáng tác vào năm 1967 trong chuyến công tác của Xuân Quỳnh tới biển Diêm Điền. Bao trùm đất nước bấy giờ là bầu không khí sục sôi của chiến trận. Trai gái nô nức rứt áo ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng. Có lẽ chính sự chia phôi của những mối tình chỉ vừa mới chớm nở ấy đã tiếp thêm động lực cho thi sĩ sướng lên khúc hát tình yêu thông qua sóng. Có thể thấy rằng trong đoạn văn đầu tiên này thì bạn đã thực hiện đúng cấu trúc của một bài nghị luận văn học hoàn chỉnh. Đó chính là bạn đã khái quát về tác giả tác phẩm với một giọng văn rất là nhẹ nhàng, chân thành và cách dẫn dắt rất là tự nhiên, đúng không nào? Các bạn sẽ thấy rằng là đoạn này không cần phải quá dài. Như cô nói, có thể chỉ cần từ 1/3 cho đến 1/2 trang giấy thi của các bạn thôi. Thế nhưng các bạn chọn lọc các cái thông tin thú vị để đưa vào thì đây vẫn sẽ là một đoạn văn hiệu quả, đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem bạn sẽ bắt đầu đi vào phần phân tích như thế nào nhé. Ở đây đối với đề bài này thì đề cũng đã ra cho chúng ta đó là hai khổ đầu và khổ thơ cuối. Chúng ta hoàn toàn có thể chia luận điểm, đó là phân tích hai khổ thơ đầu là một luận điểm. Đó chính là gì nhỉ? À, đó chính là cái hành trình nhận thức về tình yêu và về bản thân mình của Sóng và Em. Còn đến với khổ cuối, đó chính là gì? Khát vọng dâng hiến cho tình yêu vĩnh cửu. Các bạn cũng hoàn toàn có thể triển khai là một đoạn văn phân tích khổ 1, một đoạn văn phân tích khổ 2 và một đoạn văn phân tích khổ thơ thứ 9. Điều này thì tùy thuộc vào cách triển khai của từng bạn. Tuy nhiên cô có một lời khuyên, đó là đừng bao giờ diễn xuôi thơ, nghĩa là không phân tích theo luận điểm mà chỉ là cứ phân tích từng câu một, từng câu một. Như vậy thì bài của các bạn sẽ rất là thiếu mạch lạc và người ta không thể nào đếm ý ăn điểm được, bởi vì người ta không nhìn thấy ý của các bạn á. Thế nên là rất cẩn thận cho cô nhé. Chúng ta sẽ cùng xem Minh Hằng đã triển khai các luận điểm của mình như thế nào. Chúng ta cùng đến với luận điểm 1 của bạn ấy trong phần phân tích. Mỗi khổ thơ của thi phẩm này như những đợt sóng gối đầu lên nhau. Con sóng đầu tiên cuốn ta vào những cung bậc cảm xúc trong tấm lòng yêu của người phụ nữ ngay từ những vần thơ mở đầu. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Thật độc đáo khi những tính từ đối lập nhau lại được đặt vào cùng một câu thơ để diễn đạt cho cùng một chủ thể. Thay vì kết nối chúng bằng những quan hệ từ chỉ sự tương phản, Xuân Quỳnh dùng từ và. Sự đột phá về cách dùng từ ấy không chỉ làm cho hình thức của bài thơ thật chặt chẽ, khăng khít, mà còn làm cho nội ý của thơ thêm sâu sắc. Dưới góc nhìn tả thực, dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ là các sắc thái của con sóng trên mặt biển. Trong những ngày trôi trong bờ lặng, chúng chỉ là những gợn lăn tăn dịu dàng. Khi giông tố ập xuống, con sóng như hóa thành đoàn thủy quái dữ tợn, sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ xuống lòng sâu. Nhân vật trữ tình Em đã giao cảm với sóng và soi bóng vào nó để lặn sâu xuống trái tim đang thổn thức của mình. Để rồi, Em cũng nhận ra bản thân cũng đang chất chứa biết bao xúc cảm hỗn độn như thế. Con người trở nên phức tạp nhất là khi yêu. Tâm hồn của một người phụ nữ trong tình yêu thường vô cùng khó lý giải. Con gái vốn sớm nắng chiều mưa bởi họ vốn nhạy cảm và cảm tính nữa. Có lúc họ lặng thầm, dịu dàng và ngọt ngào. Có khi họ lại tức giận, dỗi hờn vô cớ. Những cảm xúc mâu thuẫn dường như không thể tồn tại trong cùng một con người. Vậy mà không những chẳng tiêu trừ nhau, chúng còn song song tồn tại, tôn cao nhau hơn.
Nguyên nhân của sự phức tạp ấy nằm ở chính tình yêu sâu sắc mà bản thân tình yêu đã luôn là một bí ẩn không có lời giải đáp. Có lẽ cũng vì thế, tình yêu lại càng hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Những xúc cảm tuy xung khắc nhưng sẽ trở thành gia vị cho mối tình, khiến nó luôn thú vị và mới mẻ như ngày đầu. Tình yêu lạ kỳ là thế, song chính nó đã làm cho tâm hồn của con người thêm phong phú. Đó cũng chính là vẻ đẹp đầu tiên của chữ yêu, là quy luật bất biến của tình yêu muôn đời. Đó là kết thúc đoạn văn đầu tiên trong phần phân tích của bạn Minh Hằng các bạn nhé. Bạn đã phân tích hai câu thơ đầu của khổ 1 và làm rất rõ cái sự mâu thuẫn trong xúc cảm, trong cái sự vận động của con sóng, đồng thời cũng là trong cái tiếng lòng của nhân vật trữ tình em, đúng không nào? Ta sẽ cùng xem tiếp để xem là bạn sẽ phân tích ý tiếp theo như thế nào. Đó chính là hai câu thơ sau của khổ 1. Điểm chung của những trái tim yêu chính là khát khao cháy bỏng, mạnh mẽ. Xuân Quỳnh cũng đã bộc lộ nỗi niềm ước vọng của riêng mình qua hai câu cuối của khổ thơ đầu. Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Vận dụng biện pháp nhân hóa, con sóng như được thổi hồn, trở thành sinh thể có suy nghĩ, hành động riêng. Sông tượng trưng cho không gian an toàn nhưng chật hẹp và tù túng. Mặt sông bé nhỏ, không thể ôm hết được chuyển động của làn sóng kia. Vì vậy, sóng buộc lòng phải ra đi, tự tìm kiếm cái chân trời mà mình thuộc về. Đó là bể. Bể là không gian bao la, bất tận, tự tại và khoáng đạt. Chính tại nơi ấy, sóng mới có thể tự do vẫy vùng, sống như chính mình khao khát. Dưới lăng kính của tình yêu, sông chỉ là hiện thân của thứ tình cảm chật hẹp, không thỏa mãn được trái tim yêu của người con gái. Nói cách khác, đó chưa phải là tình yêu đích thực và không xứng đáng với tấm lòng của cô. Thứ thực sự mời gọi phải là bể kia, hay là một tình yêu cao thượng, bao la và mãnh liệt. Đó mới chính là tình yêu đích thực mà em hằng ao ước. Bởi thế, dẫu phải đối mặt với trăm ngàn cay đắng, em vẫn sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua để tìm ra chân ái của đời mình. Động từ tìm ra đã cho thấy rất rõ sự chủ động của con sóng ấy, chứ không chỉ đơn thuần là sự chảy trôi như một quy luật của tạo hóa. Hai câu thơ cũng đồng thời thể hiện một tư tưởng đi trước thời đại của Xuân Quỳnh. Bởi từ xưa, người ta luôn gắn những cô gái vào thế bị động trong tình yêu. Thuyền về có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ, khăng khăng đợi thuyền. Người con gái của thi ca trung đại thường được ví với bến đỗ, sự bất động và sự thụ động. Họ chỉ biết chờ đợi và phó mặc số phận tình yêu cho người con trai. Thơ Xuân Quỳnh đã lật ngược lại điều đó. Cô gái trong những trang viết của bà rất mạnh mẽ, chủ động. Họ còn táo bạo, sẵn sàng tiến tới chinh phục người con trai. Nếu đời anh đã xếp thành ngăn, em sẽ đảo tung lề thói cũ. Thơ viết cho mình và những người con gái khác. Thông qua hai câu thơ về hành trình của sóng, ta đã khám phá ra một vẻ đẹp khác của tình yêu. Chính tình yêu đã thúc đẩy những khát khao, khiến ta phá vỡ giới hạn để đến với hạnh phúc thực sự của mình. Đây đồng thời còn là cuộc hành trình khám phá và tìm kiếm chính bản thân mình của nhân vật trữ tình, em. Đó là đoạn văn thứ hai của bạn để phân tích hai câu thơ cuối của khổ 1. Ở trong đoạn này thì Minh Hằng đã bỏ lỡ mất một số những cái tín hiệu nghệ thuật. Ví dụ như là bạn quên không phân tích động từ tìm ra, hoặc là bạn chưa khẳng định được về nâng cao là đây là cuộc hành trình là khám phá bản thân mình. Thì cô cũng đã có bổ sung một chút để có thể hoàn thiện hơn cho đoạn văn vừa rồi của bạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đoạn văn vừa rồi khá là hoàn chỉnh để phân tích và cảm thụ về hai câu thơ cuối của khổ thơ đầu tiên, với một thông điệp rất là hiện đại và mới mẻ đến từ nhà thơ Xuân Quỳnh. Có thể nói rằng là khổ thơ 1 này là sự quyện hòa giữa quan điểm mới mẻ và truyền thống trong tình yêu của nữ thi sĩ. Ta sẽ cùng tiếp tục đến với đoạn tiếp theo, bạn sẽ phân tích về khổ thơ thứ hai của bài thơ này. Thơ là tiếng lòng của người cầm bút, những vần thơ về ái tình cứ nối dài mãi, bởi dù là thời nào, là bất cứ ai, trong sâu thẳm trái tim người nghệ sĩ luôn mong mỏi sẽ yêu và được yêu. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Khổ thơ thứ hai bắt đầu với thán từ ôi, cho thấy cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng nhân vật trữ tình. Sử dụng hai từ ngữ đối lập ngày xưa và ngày sau, nhà thơ đã mở ra một không gian bao la rộng lớn, gợi ra chiều dài miên man của dòng thời gian. Dù trong quá khứ hay hiện tại, sóng cũng chưa từng thôi rào rạt. Bởi lẽ, đó là quy luật của tạo hóa, nó sẽ sống mãi cùng đất trời, vĩnh viễn không thay đổi. Tình yêu của em cũng vậy, sẽ luôn thủy chung, không đổi rời bất chấp sự dịch chuyển của thời gian. Để chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của mình,
Xuân Quỳnh từng viết trong Tự Hát: "Biết yêu anh cả khi chết đi rồi." Nữ thi sĩ quả là người có trái tim mênh mông. Trái tim yêu trong bà đủ sức mạnh để thách thức cả thời gian, chống lại cái chết. Ai ai cũng có ước vọng được yêu thương, nhưng dường như tình yêu sẽ chín nhất và rực rỡ nhất khi nó gắn với tuổi trẻ. Cảm xúc yêu sẽ luôn bồi hồi trong ngực trẻ, bởi họ là lứa tuổi luôn nghĩ về tình yêu. Họ có cả một cuộc đời ở phía trước và chẳng có gì để mất, nên sẵn sàng cháy hết mình trong cuộc tình. Như Xuân Diệu từng viết: "Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo, hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu." Có lẽ cũng bởi vị ngọt của tình yêu sẽ đến lần đầu tiên trong cái thời thanh xuân phơi phới, thế nên những xúc cảm mới mẻ sẽ thật trong ngần, tươi đẹp biết bao. Theo tôi, ý nghĩa của đôi câu thơ chưa dừng lại ở việc tôn vinh tình yêu thắm thiết trong trái tim lớp trẻ, mà bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào cũng có thể chạm tới tình yêu. Chính cảm xúc bồi hồi mà nó mang tới sẽ trẻ hóa con người, khiến lồng ngực ta phập phồng những tươi mới của thanh xuân. Vẻ đẹp của tình yêu vừa thủy chung, bền vững, vừa có tác dụng thanh lọc, trẻ hóa tâm hồn. Và đó là đoạn văn tiếp theo của bạn Minh Hằng. Bạn đã phân tích của thơ thứ hai trong cùng một đoạn. Chúng ta có thể thấy rằng là Hằng cũng rất là linh hoạt trong việc là triển khai các cái đoạn văn ở trong cả bài văn nghị luận văn học của mình, đúng không nào? Đối với khổ thơ đầu tiên thì bạn ấy sẽ tách ra là hai câu thơ đầu là một đoạn, hai câu thơ sau là một đoạn. Còn đối với khổ thơ thứ hai thì bạn sẽ phân tích gộp vào trong cả cùng một đoạn. Điều này thì chúng ta cũng sẽ linh hoạt theo cái cách phân tích và cái gọi là dung lượng mà những cái chất liệu để ta có thể phân tích ở trong cái khổ thơ đấy, hoặc là trong cái ngữ liệu đó các bạn nhé. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể tham khảo được ở Minh Hằng cái cách mà bạn ấy sử dụng từ ngữ rất là mềm mại, cũng như là liên hệ rất là tinh tế và linh hoạt, đúng không nào? Bạn ấy đã liên tục đan xen các cái ý liên hệ mở rộng để làm cho bài sâu hơn, phong phú và đa dạng hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với đoạn văn tiếp theo của bạn ấy để phân tích về khổ thơ thứ 9. "Thế nhưng chúng ta đều chỉ là những con người trần tục, không thể chạy trốn sự tàn phá của thời gian. Sẽ có lúc những cặp uyên ương đối mặt với bất hạnh, sinh ly tử biệt. Liệu khi ấy tình yêu của họ có còn lại trên thế gian này?" Xuân Quỳnh cũng luôn trăn trở về điều ấy, và bà đã quyết tâm bất tử hóa tình yêu của mình để chiến thắng sự hữu hạn của thời gian, của đời người. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Hai chữ làm sao kết hợp với từ được chứa đầy sự mong mỏi như một lời van lơn chân thành từ một người sẵn sàng hy sinh vì tình yêu. Vẫn biết yêu sẽ gắn liền với sự chiếm hữu, ích kỷ, nhưng khao khát làm cho tình yêu sống mãi của nữ thi sĩ thành khẩn tới mức bằng nguyện được tan ra. Nhà thơ sẵn sàng gạt cái tôi của mình qua một bên để ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến như trong lời thơ của Thanh Hải. Mối tình của bà giờ đã tìm được chỗ của nó giữa trăm ngàn con sóng nhỏ xinh, giữa biển lớn tình yêu dạt dào. Con sóng nhỏ chính là những cuộc tình đẹp của biết bao đôi trai gái ngoài kia. Biển lớn tình yêu là sự tụ hợp của vô số đợt sóng. Nó là hiện thân cho tình cảm to lớn, cao cả và vĩ đại. Cặp từ đối nghịch, sóng nhỏ, biển lớn cũng thể hiện sự nhỏ bé của chủ thể trữ tình giữa tình yêu muôn trùng. Tuy nhiên, em không hề sợ hãi mà tiến vào hòa làm một trong khối tình cảm ấy. Tất cả những hy sinh đều nhắm tới cái đích cuối cùng, biến tình yêu trở nên bất diệt, để ngàn năm còn vỗ." Xuân Quỳnh quả là một người phụ nữ đáng khâm phục khi bà không chỉ yêu bằng con tim mà còn yêu bằng cả lý trí. Đặt trong bối cảnh năm 1967, khi chiến tranh chống Mỹ đang vào giai đoạn cam go, ác liệt nhất, mỗi người đều phải dâng hiến cái riêng tư bé nhỏ của mình cho cộng đồng. Xuân Quỳnh đã chấp nhận hóa thân để cống hiến, hy sinh tình yêu của riêng mình cho lý tưởng lớn lao của đất nước. Nhưng cũng chính nhờ thế mà tình yêu của bà được bất tử hóa. Bởi lòng yêu nước là thứ trường tồn mãi mãi. Khi nhập vào với cái tình riêng thì cho dù thân xác không còn, non sông này sẽ chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Vẻ đẹp của một tình yêu cống hiến chính là điều lắng đọng nhất trong thi phẩm sóng. Và đó chính là đoạn văn khá là ngắn gọn và xúc tích mà Minh Hằng đã viết để có thể phân tích cho vẻ đẹp của khổ thơ cuối cùng. Mà như chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau từ đầu, thì nhờ khổ thơ này ta mới thấy rằng cái tình yêu cá nhân đấy đã được nâng lên thêm một bậc, đã được bất tử hóa khi hòa quyện vào cùng với trăm con sóng nhỏ, đã hòa quyện vào cùng với cả tình yêu cộng đồng và tình yêu đất nước.
Như vậy có thể thấy rằng bạn đã phân tích xong hai khổ đầu và khổ thơ cuối của bài thơ Sóng rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc tiếp để xem sau đó bạn sẽ xử lý như thế nào. Chúng ta hãy quay trở lại với lệnh đề của đề bài. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đề bài yêu cầu là phân tích hai khổ thơ này để làm rõ được sự vận động của hình tượng sóng và êm. Thế nên chắc chắn rồi, sau khi mà các bạn đã phân tích xong thì ta sẽ phải xử lý yêu cầu phụ này, đó chính là sự vận động của hình tượng sóng và êm các bạn nhé. Ta sẽ cùng xem Minh Hằng đã viết đoạn này như thế nào. Con sóng chính là hình tượng trung tâm nổi bật, là một sáng tạo độc đáo của Xuân Quỳnh dựa trên một hình tượng đã quá quen thuộc với thơ ca. Sóng và êm luôn sánh đôi, tôn lên cái đẹp của nhau trong từng khổ thơ. Có lúc, sóng và êm phân đôi để làm rõ lẫn nhau, soi chiếu lên nhau. Nhân vật trữ tình em soi mình vào sóng để giải mã con tim yêu đầy phức tạp của mình. Có khi em không mượn lời sóng để bộc bạch nữa mà mạnh dạn tự nói lên nỗi lòng. Cho tới cuối cùng, hai hình tượng này đã hòa dần vào nhau bởi khát vọng của em lúc này cũng đã trở thành khát vọng của sóng. Cả hai đều hướng tới điều lớn lao, cao cả để lưu giữ cái tình cảm, cái dạt dào của mình đến mãi muôn đời. Sóng hay em đều là hóa thân của chính nữ thi sĩ để giải bày tấm lòng yêu của mình. Để thổ lộ tình cảm, có không ít nhà thơ đã chọn hình ảnh sóng. Tiêu biểu là bài thơ Biển của Xuân Diệu. Trong thơ của ông, con sóng dường như hơi lẻ loi một chút vì không có người bạn đồng hành. Nếu con sóng của Xuân Quỳnh phức tạp như tâm hồn của phụ nữ, thì sóng của Xuân Diệu mang nét đặc trưng của phái nam, ồn ào, mạnh mẽ. Tuy nhiên, cảm hứng chủ đạo trong tác phẩm của Xuân Diệu là sự khao khát yêu đương, chiếm hữu một cách da diết, mãnh liệt, dạt dào. Đó là con sóng của sự đắm say, hưởng thụ. Trong khi ấy, tiếng nói của người phụ nữ qua thơ Xuân Quỳnh không chỉ cất lên nỗi khát vọng tình yêu, đó còn là hành trình tìm kiếm hạnh phúc ở sự dâng hiến. Lòng tự nguyện cống hiến này thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Các bạn sẽ thấy rằng là bên cạnh việc bạn nhận xét về sự vận động của sóng và êm, thì bạn còn có sự liên hệ và mở rộng đối với một bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu, một trong những nhà thơ mới nhất trong phong trào thơ mới. Có thể thấy rằng sự liên hệ này vô cùng hợp lý và đã làm cho đoạn văn này trở nên sâu sắc hơn và phong phú hơn rất nhiều. Còn bây giờ, ta sẽ cùng đến với đoạn kết bài của bạn Minh Hằng để xem bạn ấy sẽ gói lại vấn đề như thế nào nhé. Bài thơ Sóng là phát ngôn của hồn thơ Xuân Quỳnh, thể ngũ ngôn giàu nhịp điệu kết hợp với lối vận dụng tinh tế các biện pháp như đối, nhân hóa, ẩn dụ đã dìu người đọc theo từng cung bậc cảm xúc của bài một cách đầy tự nhiên. Thì phẩm quả là một đóa hoa đẹp mà nhà thơ đã hái được trong những đóa hoa dọc chiến hào năm ấy. Giữa chiến tranh bóng lửa, vần thơ của bà đã tiếp thêm niềm tin vào sự sống và tình yêu, chắp đôi cánh cho những con người đương thời vút bay lên khỏi hiện thực tàn khốc. Trong thời đại mới, sóng vẫn để lại bài học sâu sắc về tình yêu và sự dâng hiến quên mình. Những giá trị ấy sẽ giữ cho bài thơ sống mãi với thời gian. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là bởi vì cái yếu tố của thời gian, thời lượng viết bài bị tác động nữa đúng không nào? Thế nên là bạn đã lựa chọn cách là sau khi mà nhận xét về yêu cầu phụ, đó là sự vận động của hình tượng sóng và êm, thì bạn đã đặt ra một số những cái nhận xét và đánh giá về đặc sắc nghệ thuật vào trong phần kết bài. Thế nhưng mà bằng cách là nhắc đến yếu tố nào thì sẽ có đánh giá về cái yếu tố đó, chứ không chỉ là liệt kê, đã khiến cho đoạn kết bài này của bạn vẫn khá là mềm mại và hiệu quả đúng không nào? Như vậy có thể thấy rằng tổng thể bài viết nghị luận văn học của bạn Minh Hằng có diễn đạt khá là lưu loát, trôi chảy này, bố cục cũng rất là mạch lạc. Các bạn thấy các ý đều được bộc lộ một cách rất rõ ràng và đủ các ý lớn. Thế rồi bạn có liên hệ rất là phù hợp và phong phú bằng cách là gì? Đan xen, bạn có khoảng tới 3-4 liên hệ. Và liên hệ nào thì bạn cũng có phân tích ngắn gọn và xúc tích phù hợp với cả cái ý mà ở thời điểm đó bạn đang liên hệ, chứ không chỉ là gì, là trích dẫn một cái câu thơ hay là nhắc tới một cái tác phẩm nào đó. Có thể thấy rằng là phong độ viết của bạn khá là tốt, và cô tin rằng chúng ta có thể tham khảo và học hỏi từ Minh Hằng rất nhiều từ bài viết này. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn đừng quên hãy để lại bình luận để chúng ta sẽ cùng trao đổi, học tập và chia sẻ cảm xúc với nhau các bạn nhé. Radio của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có nhận xét, có góp ý gì cho chuyên mục này, hoặc có câu hỏi, có đề bài nào gửi đến cho cô thì các bạn có thể để lại bình luận nha. Cô rất mong rằng những chuyên mục như thế này sẽ hỗ trợ các bạn trong việc học tập, đồng thời có thể đem đến cho các bạn những sự dịu yên nào đó trong tâm hồn của mình. Cô cũng sẽ up những radio này lên Spotify của cô, các bạn cũng có thể cập nhật và lắng nghe trên đó để có thể nghe một cách thuận tiện hơn nhé. Nhưng nghe ở trên Spotify cũng đừng quên là hãy thả tim cả ở trên Facebook cho cô nha.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng cô trong Radio Văn học ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những radio tiếp theo và những chuyên mục thú vị khác trên fanpage Học Văn Cô Sương Mai. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Bye bye!